Trong mỗi chúng ta, ai cũng đều có một nỗi buồn riêng của mình cả. Người thì thích sống bộc lộ quá, thì không thể giấu cảm xúc của mình vào trong được, thích cởi với người này người kia, nhưng đặc biệt là người thân. Người thì thích nói với mẹ của mình, kẻ thì thích tâm sự với bản thân, còn người thì đem giấu vào trong tim, buồn đau sướng khổ thì cũng tự mình chấp nhận, không muốn san sẻ với ai, dù đau thương cách mấy cũng giấu trong lòng. Ai cũng có một nỗi buồn riêng cả, nhưng mà không biết thể diễn tả cảm xúc ấy như thế nào mà thôi.